Hòa Ái và Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình tối thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý. Chủ tịch nước Việt Nam đến Washington, Hoa Kỳ, Philippines biểu tình chống Trung Quốc. Kính thưa quý khán thính giả, vào sáng hôm nay ngày 24 tháng 7 giờ Washington DC, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang và phái đoàn đã đến Washington, bắt đầu chuyến thăm Hoa Kỳ từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7, theo lời mời của Tổng thống Barack Obama. Ra sân bay đón đoàn lãnh đạo Việt Nam có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông David Shear, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường cùng các nhân viên Tòa Đại sứ Việt Nam ở Washington. Đây là lần đầu tiên ông Trương Tấn Sang tới Hoa Kỳ kể từ khi nhậm chức Chủ tịch nước vào năm 2011. Cùng đi với ông Sang có các viên chức cao cấp trong chính phủ, gồm các Bộ trưởng Ngoại giao, Công thương, Giáo dục đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ, hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trong phái đoàn Việt Nam còn có một số chức sắc của nhiều tôn giáo. Trước chuyến đi của ông Sang, nhiều nhà lập pháp Mỹ cùng các tổ chức nhân quyền quốc tế và của người Việt Nam tại Mỹ đã yêu cầu Tổng thống Obama phải gây sức ép với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 7 của Việt Nam tiếp tục tăng trong 2 tháng liên tiếp. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số tháng này tăng 7,29% so với tỷ lệ tăng 6,69% vào tháng trước. Nguyên nhân chính được cho là do giá xăng dầu tăng. Vào tháng 5 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp nhất ở 6,36%. Trong tháng này, Ngân hàng Nhà nước đã cắt giảm lãi suất lần thứ 8 trong vòng một năm qua để thúc đẩy ngân hàng cho vay và để kích cầu. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nửa đầu năm nay là 4,9%, cao hơn cùng thời gian năm ngoái. Thưa quý vị, hàng trăm người Philippines tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc vào ngày hôm nay tại thủ đô Manila, Philippines. Cảnh sát chống bạo động của Phi đã phải chặn lối vào tòa nhà của lãnh sự quán Trung Quốc vì ước tính có khoảng 1.000 người biểu tình phản đối hành động bắt nạt của Trung Quốc với Philippines tại Biển Đông. Những người tham gia biểu tình bao gồm các chính trị gia, sĩ quan quân đội và tu sĩ. Người biểu tình đã lập một sân khấu di động trên đường phố, hát vang các bài ca yêu nước, thổi kèn và nhảy múa, dương cao các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc. Người biểu tình cũng phân phát một tuyên bố cáo buộc Trung Quốc đã sử dụng ngoại giao, pháo hạm trong khu vực. Biểu tình kết thúc trong ôn hòa vào khoảng 2 giờ sau đó. Cuộc biểu tình diễn ra giữa lúc mối căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc đang tăng cao vì Trung Quốc đòi chủ quyền trên khu vực bãi cạn Scarborough Shoal của Philippines vào năm ngoái và gần đây nhất là bế tắc vì Trung Quốc lại giành chủ quyền ở bãi Cỏ Mây thuộc Trường Sa, một bãi nhỏ mà cả Việt Nam cùng Philippines cùng xác lập chủ quyền. Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai sẽ ra tòa nội tuần này, theo tin của báo South China Morning Post. Luật sư đại diện cho ông Bạc cho báo chí biết không tiện trả lời những câu hỏi liên quan đến tin vừa nêu. Ông Bạc Hy Lai bị cáo buộc nhiều tội, trong đó có tội lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ thông qua đường dây của gia đình và những người thân với ông ta. Một bản tin của Tân Hoa Xã từng viết rằng ông phạm những tội này từ khi còn làm việc ở Liêu Ninh, sau đó là thời gian làm Bộ trưởng Thương mại trước khi được đưa về làm bí thư thành ủy Trùng Khánh. Trước ngày bị khai trừ và bị buộc tội, ông nằm trong danh sách những nhân vật nổi bật nhất của chính trường Trung Quốc. Vụ ông Bạc Hy Lai bùng nổ sau khi cánh tay mặt của ông là Giám đốc Công an Vương Lập Quân chạy vào tòa lãnh sự Mỹ xin tị nạn chính trị vì biết rõ chuyện vợ của ông Bạc là bà Cúc Khai Lai giết người. Nạn nhân là công dân Anh Neil Haywood, 42 tuổi, từng là bạn rất thân với gia đình của ông Bạc Hy Lai trước khi trở thành kẻ thù nghịch vì những bất đồng khi làm ăn theo lời khai của bà Cúc Khai Lai. 9 người bị thiệt mạng, trong đó có 3 nhà giáo, sau khi một loạt bom nổ đi kèm với những vụ chạm súng giữa quân đội Thái Lan và lực lượng dân quân Hồi giáo Nam Thái Lan trong ngày hôm qua. Trong khi mọi người lo ngại là cuộc đàm phán tìm hòa bình có thể sẽ đổ vỡ, trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Thái cho biết đại diện của phía đối tác đã trả lời rằng những vụ đánh bom và nổ súng do một số phần tử Hồi giáo không thể kiểm soát được gây nên. Vài tuần trước đây, hai bên đã đồng ý ngưng bắn trong suốt thời gian chay tịnh Ramadan của người theo đạo Hồi. Đồng thời, chính phủ Thái còn tính đến chuyện sẽ giảm bớt quân trú đóng ở miền Nam với mục đích thể hiện quyết tâm muốn hòa bình. Giao tranh giữa chính phủ và dân quân Hồi giáo miền Nam Thái Lan diễn ra từ năm 2004. Đến giờ đã có ít nhất 5.700 người thiệt mạng. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả những chương trình của chúng tôi đều được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achautuzo.info. Quý khán thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Hoài và Vũ Hoàng kính chào tạm biệt.